Nó tóm 11 của kỳ 2 và phần đầu tiên chúng ta vào phần lũy thừa. Thì để hiểu phần lũy thừa thì có làm chúng ta một sơ đồ và ta hiểu về cái phần lũy thừa. Ta hình dung như sau. Bây giờ thầy có là n thừa số thì nhân với nhau, n thừa số a là nhân nhau đây. N thừa số a nhân nhau thì được là a mũ n. A mũ n. Đấy. Thì ví dụ nếu như người ta viết là 3 mũ 4, tức là cho ta hiểu là 4 số 3 nhân với nhau. 4 số 3 nhân với nhau. Đấy, gọi lũy thừa. Được chưa? Rồi, và cái chúng ta để ý này. 0 mũ 0 và 0 mũ trừ n là hai cái không có nghĩa. Đấy. 0 mũ 0 và 0 mũ trừ n là hai cái không có nghĩa nhá. Còn nếu như một cái khác này. A mũ 0 bằng 1 và a mũ trừ n là 1 trên a mũ n đây. A mũ n. Rồi, a mũ m trên n thì bằng căn bậc n của a mũ m. Căn bậc n của a mũ m. Đấy. Với m trên n là đây là cái số hữu tỉ. Hữu tỉ được chưa? Thì và a thì đây là dương nhá, nhớ a thì đây là dương. Dương. Một số tính chất nữa chúng ta cần phải để ý đây. Lim của r mũ n khi n tiến đến dương vô cùng đây. Lim của r mũ n khi n tiến dương vô cùng. Đấy, đây, cái này. Được, chúng ta sẽ chuyển sang phần này đây, chuyển sang phần này trước đi. A mũ alpha nhân a mũ beta bằng a mũ alpha cộng beta chia đây. A mũ alpha trên a mũ beta thì bằng a mũ alpha trừ beta. A mũ alpha cho mũ beta bên ngoài này bằng a mũ alpha nhân beta. A nhân b thì cả mũ alpha bằng a mũ alpha nhân b mũ alpha. Đấy. A trên b thì cả mũ alpha bằng a mũ alpha trên b mũ alpha. Yeah. Rồi, tiếp theo này. A lớn hơn 1. Nếu như cơ số a lớn 1 này thì nếu như alpha lớn beta thì a mũ alpha cũng sẽ lớn a mũ beta. Đây số tương đương nhé, tương đương. A lớn hơn 1, các em chú ý đoạn a lớn 1 này. A lớn 1. Thì alpha lớn beta thì a mũ alpha cũng lớn a mũ beta, mũ tiến hai chiều. Còn nếu như a lớn không nhỏ hơn 1 thì alpha lớn beta tương đương a mũ alpha nhỏ hơn a mũ beta. Beta. Đấy. Alpha dương thì sao? Nếu alpha dương, AB cũng dương, AB cũng dương thì a mũ alpha lớn hơn b mũ alpha với điều kiện a lớn hơn b. Alpha dương, a lớn b và dương tiếp. Được chưa? Thì a mũ alpha lớn a mũ beta. Alpha âm nhưng AB dương. Đấy thì a mũ alpha nhỏ hơn a mũ beta. Các em chú ý điều kiện này, a lớn b. A lớn b. Đây, cái sơ đồ này thì những em đăng ký khoa học online chúng ta có một cái sơ đồ bên trong ở trong web nhá, trong web. Vậy thì chắc lại này một chút đây, tồn tại r rn sao cho lim của rn khi n tiến dương vô cùng bằng alpha. Thì khi đó a mũ alpha bằng lim của a mũ r mũ n. A mũ rn khi n tiến dương vô cùng. A mũ alpha bằng lim của A mũ RN trên N tiến dương vô cùng. Đấy. Nhớ ở đây là alpha A dương, còn alpha là số vô tỉ. Rồi cái phần này thì chúng ta đánh dấu sao đi, bao điều ở mày tập thể nhé. Trước hết chúng ta phải là học thuộc được cái phần này. Về căn bậc n của b, nếu mà n là lẻ thì có duy nhất là căn bậc n của b có duy nhất một cái. Nếu như n chẵn b nhỏ hơn 0 thì căn nó không tồn tại. Nếu như b bằng 0 thì căn bậc n của 0 bằng chính 0, đang xét n chẵn nhé. Nếu như b dương thì căn bậc chẵn tồn tại hai cái, một cái là giá trị dương, một cái giá trị âm. Căn bậc chẵn ấy, căn bậc n của b đấy. Đấy, nếu b dương tồn tại, căn của b có hai giá trị, căn bậc chẵn hai giá trị, một dương một âm. Căn n của b phải trừ căn n của b, giống như căn bậc hai của 4 thì bằng cũng trừ 2. Rồi bây giờ chúng ta đến cái phần bài tập nhá. Vào phần 1 chúng ta áp dụng là rút gọn biểu thức lũy thừa.
Tức là chúng ta sẽ chạm vào gì đây? 1 thì đó là tính chất 1C. Câu 2, A số thực dương tùy ý A mũ 4 nhân A mũ 1 phần 2. Khi mà các em nhân hai cái này thì các em sẽ cộng số mũ vào, các em giữ nguyên A, em lấy 4 cộng 1 phần 2, 4 cộng 1 phần 2 bằng A mũ cái đây 4,5, thì là A mũ 9 phần 2. Câu số 3, cho số thực dương A, thực dương A nhé, và số nguyên dương N tùy ý, mệnh đề là xoay đúng, đề xoay đúng. Câu số 3, số thực dương A đúng không? À đây, căn bậc 2 đây. Vậy người ta cho số thực dương A để cái, cho biểu thức đúng này. Căn bậc N của A bằng A mũ N phần 2. Đúng rồi, D. Số thực dương A vì đang xét các bậc 2 đấy, người ta cho điều kiện đấy. Câu 4, viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Thì viết như sau: A mũ 3 nhân A mũ 2 phần 3. Căn bậc 3 của A bình thì viết là A mũ 2 phần 3 nhé. Và sẽ A mũ là 3 cộng 2 phần 3 bằng 3 cộng 2 phần 3. 3 cộng 2 phần 3 11 phần 3. A mũ 11 phần 3 à. Câu số 5, viết dưới dạng ở số mũ hữu tỉ. Chúng ta tách ra bên trong, đầu tiên viết là x mũ 1 phần 4 4 nhân x trong căn bậc 3 của cái này. Đấy, thì sẽ là gì đây? Sẽ tiếp tục nhé. X mũ 1 phần 4 nhân với x, tức là x mũ 1 cộng 1 phần 4 tất cả căn bậc 3. Chưa? Và bằng căn bậc 3 của x mũ 5 phần 4, 5 phần 4. Và bằng x mũ 5 phần 4 chia 3 là x mũ 5 phần 4 chia 3 là x mũ 5 phần 12. 5 phần 12. D. Câu 6, câu 6 cho tách đầu tiên xử lý bên trong trước là 2 mũ là A trên 2. Đấy, xong lại mũ 4A bên ngoài. Thì bằng tiếp 2 mũ A trên 2 nhân 4 trên A mất bằng 2 mũ A, A này mất nhé, 2 mũ 2. 2 mũ 2 là 4, 6A. Câu số 7, A mũ 1 phần 3 nhân A mũ 1 phần 2. Vậy cộng vào bằng A mũ 1 phần 3 cộng 1 phần 2. Và cái này 5 phần 6. Câu 8, chúng ta viết tiếp cái này. Câu 8 là A mũ 3 phần 2022 nhân đâu nhân trước nhân với A mũ, cái này sẽ là 1 phần 2022. 1 phần 2022 là cộng bậc A mũ 3 phần 2022 cộng 1 phần 2022 sẽ là A mũ 4 phần 2022. Người ta yêu cầu là viết cái này dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Rồi, tìm số mũ của biểu thức rút gọn. Bây giờ ta phải rút gọn biểu thức này. 4 phần 2022 ta sẽ nhập máy tính thôi. 4 phần 2022 vậy là 2 trên 1 1011 C 8C. Câu 9, x mũ 2 phần 5 nhân x mũ 1 phần 6 bằng x mũ 2 phần 5 cộng 1 phần 6 bằng 2 phần 5 cộng 1 phần 6. 2 phần 5 cộng 1 phần 6 17 phần 30. Vậy đáp án C. Câu 10, A mũ căn 2 để nguyên 1 phần A thì viết là A mũ trừ 1 bên ngoài căn 2 trừ 1. Và chúng ta cho hai là nhân với nhau thì A mũ căn 2 nhân A mũ trừ 1 nhân cái này đảo lại thành 1 trừ căn 2. Và 2 là nhân, chúng ta cộng vào A mũ căn 2 cộng 1 trừ căn 2 bằng A. A D. Câu 11, A mũ 7 phần 3 chia A mũ 1 phần 3 bằng A mũ 7 phần 3 trừ đi 1 phần 3
bằng a mũ 6/3, 6/3 là 2, b. Tiếp theo câu 12, a mũ 5/3 thì cái ở dưới này chính là căn bậc này. Ở dưới này 3, nó chính căn bậc 3, căn bậc 3 của a mũ 5 12b. 13, với a số thực dương tùy ý thì bằng bao nhiêu? Rồi, ok, chúng ta sẽ xử lý cái này. A đây, a bình này thì a mũ 1/5 này, chúng ta lấy a mũ 2 cộng 1/5, 2 cộng 1/5 cho là bao nhiêu? A mũ 2 cộng 1/5, 2 cộng 1/5, 11/5. À, còn căn bên ngoài, căn bên ngoài đó. Đấy. Và bằng căn bậc 2 của a mũ 11/5. Bằng tiếp a mũ 11/5 chia 2 11/10. À, 13a. 14. Cái này là a mũ 3/2. A mũ 3/2 d. 15. X mũ 1/3 nhân x mũ 1/6 trên x mũ 1/4. Chúng ta sẽ có x mũ 1/3 cộng 1/6, hai cái nhân nhau mà. Đấy. Chia cho x mũ 1/4. Một phần ba cộng 1/6, 1/2, lấy 1/2. X mũ 1/2 trên x mũ 1/4, và chúng ta sẽ bằng x mũ hai cái này trừ nhau, lấy số mũ trừ nhau, 1/2 trừ 1/4 ra 1/4 thì nó là căn 4. 15a. 16, x mũ 1/3 nhân x mũ 1/6 thì bằng x mũ 1/3 cộng 1/6 thì nó ra x mũ 1/2, là căn bậc 2. 16a. 17, cho x lớn bằng 0 tìm biểu thức này. Chúng ta rút gọn từ trong một. Đầu tiên là cái x mũ đây là x lớn bằng 0 nhá. X lớn bằng 0. Vậy căn bậc 2 của x bình thì bằng x thôi. Vậy cái này thành x nhân x này. Một cái căn này. X nữa này căn tiếp này. Đấy, nó trở lại như này. Chưa? Đấy, x nhân x là x bình, cái căn nữa thì nó lại ra là x. X nhân x, được chưa? Đấy, đây là x nhân x bình lại căn ấy thì ra là x căn phát này nữa. Lại căn của x bình, căn x bình bằng x. Hơn 17a. 18. 18, số thực dương tùy ý thì chúng ta sẽ viết là a mũ trừ 3 và sẽ bằng a mũ trừ 3 phần 2, trừ 3 phần 2 đó d. 19 thì cái viết là a mũ phần 4 đúng. 19a. 20. 20 chúng ta viết cái này thành a mũ phần 4 rồi nhân a mũ 3 căn bậc 2 ra bằng a mũ 3 cộng phần 4. Vâng. 3 cộng phần 4. 3 cộng 1 phần 4. 13/4. Đây vẫn còn căn nhá, đây còn căn này. Căn 13/4 căn bậc 2 ra thì sẽ 13/8. Đây đoạn trả. Căn bậc 2 thì em lấy 13/4 chia 2 thôi. Rồi, phải P bao nhiêu? Có 21. 21. A mũ 5/4 nhân cái này ta xử lý bên trong trước, vậy cái này viết thành a nhân a 1/3 bên trong căn này, cái này sẽ thành a mũ 4/3 3, và sẽ a mũ là cái này chia 2 nữa, 4/3 chia 2 là a mũ 2/3. Vậy cuối cùng chúng ta có cái này là a mũ 2/3. Vậy a mũ 5/4 nhân a mũ 2/3 thì bằng a mũ 5/4 cộng 2/3 bằng 5/4 cộng 2/3. 4 cộng 2/3. 23/3 12, a mũ 23/12 b. Câu 22. 22. Chúng ta có để x mũ 1/3. X nhân x 1/3 căn phát nữa ra. Đấy. Đầu tiên là xử lý căn này trước nhé, thì sẽ là cái này sẽ là x mũ 4/3, căn của x mũ 4/3 thì sẽ bằng x mũ 2/3, em chia 2 nên 4/3 chia 2 mà, rồi hai cái căn thì sẽ tạo được thành x mũ 2/3, sau đó em lấy x nhân x 2/3
Đây, để cho x này nhân x 2 phần 3, x nhân x 2 phần 3 đấy, thì sẽ thành x 1 cộng 2 phần 3 thì sẽ thành là 5 phần 3, 5 phần 3. Bây giờ cả cái cụm này, cả cụm này 5 phần 3, x mũ 5 phần 3, em chia 3 nữa, 5 phần 9. Cả cái căn này, cả căn nhỏ bên trong này sẽ thành x mũ 5 phần 9. Rồi em lấy x bên ngoài nhân với x mũ 5 phần 9 thì sẽ x mũ 14 phần 9, 9. Vậy cả bên trong căn lớn này sẽ là x mũ 14 phần 9. Rồi, vậy căn bậc 2 của x mũ 14 phần 9 sẽ bằng là x mũ 14 phần 9 chia 2 cho là x mũ 7 phần 9, 7 phần 9. Chứ hỏi 9. Và a phần b là đây, nó bằng này, bằng x mũ b trên a. Vậy suy ra b bằng 7, a bằng 9, 7 bằng 9 16, 22a. Tiếp theo, cái này là x mũ 2 nhân x mũ 1 phần 3 căn bậc 4. Thì cái này là 2 cộng phần 3 thì sẽ là căn bậc 4 của x mũ 2 cộng phần 3, là bấm máy tính là 2 cộng phần 3 ra là mấy đây? 2 cộng 1 phần 3 x mũ 7 phần 3, 7 phần 3. Và chia 4 tiếp, và x sẽ bằng 7 phần 12 C. Được chưa? Rồi 24 khả năng cái này đủ, còn đủ chỗ không? Chúng ta tách ra, tách ra để cho nó tách nhá, từ 24 thì bắt đầu thì tách ra đi, tách ra để cho nó cho dễ nhìn. Từ câu 24, chúng ta sẽ tách cái biểu thức câu 24 ra. Rồi, thành a mũ. Bây giờ kết quả người ta có dạng như này. Kết quả ở dạng này. Từ chúng ta thấy a mũ 4. A mũ phần 4, b mũ phần 4 đúng không? Vậy biểu thức a lớn của thầy bằng. Đấy, thầy sẽ viết ra là a mũ 1 phần 4 ra ngoài nhân b 1 phần 4 ra ngoài đi. Đấy, các em hiểu cái căn bậc này nhá, thì đây là b mũ 1 phần 3 này. Đấy, và đây chính là a mũ 1 phần 3 này. Đấy, nó thành nhóm a mũ 1 phần 4 này và b mũ 1 phần 4 ra ngoài, tích này ra ngoài. Thì giờ thầy sẽ lấy cái thừa số thứ nhất là cái này này, thầy chia cái tích này, thầy chia tích này, thì là nó sẽ hết a mũ 1 phần 4. B mũ 1 phần 3 mà chia cho b mũ 1 phần 4, chia là trừ mà. Nhắc lại này, chúng ta sẽ lấy nháp ra ngoài nhé. Chúng ta sẽ lấy a mũ phần 4 này nhân với b mũ phần 3 này. Là cái căn ấy, căn bậc 3 của b chính là b mũ phần 3 ấy. Chia cho này, chia cho a mũ phần 4 này nhân b mũ phần 4 này. Vậy a hết này, còn lại là b mũ phần 3 trừ đi 1 phần 4, 3 trừ 4 sẽ là mấy? Thì sẽ là b mũ 1 phần 12, 1 phần 12. Được chưa? Đấy, nó ra b mũ phần 12, 1 phần 12, 12. Tương tự em lấy cái này chia cũng thế thôi, cái này cũng chia cũng thế, nó ra a mũ phần 12 đấy. Chia thế, em lấy cái thừa số này chia cũng thế thôi nhá. Đấy, ở dưới này thì viết lại, thầy viết sẽ là a mũ 1 phần 12 cộng b mũ 1 phần 12. Chưa, nó chia thua hết, hết đúng không? Thì sẽ thành gì? A mũ 1 phần 4 nhân b mũ 1 phần 4. Vậy suy ra, suy ra m ở đây chính là mũ của a là 1 phần 4, n ở đây chính là gì? Mũ của b là 1 phần 4, và m nhân n thì chính là 1 phần 16 6b. B tiếp theo qua 25, được viết lại dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là x mũ alpha. Chúng ta sẽ viết lại cái này. Thì bây giờ từng cái một nhá. Đầu tiên là căn bậc 2 của x, thầy xử lý trước này. Đấy, cái này thì sẽ là x mũ 2 x mũ 1 phần 2, và
lấy x2 cộng 1/2 thì nó là x mũ 5/2. 5/2. Tiếp theo còn cái căn bậc 3 bên ngoài đúng không? Sao chúng ta cho vứt căn bậc 3 vào? Xử lý từ trong ra ngoài nhé. Căn bậc 3 của x mũ 5/2 thì chính là x mũ em lấy 5/2 chia 3 là 5/6. 5/6. Ok. Sau đó em sẽ lấy cái mũ 3 này. Em lấy x mũ 3 bên ngoài này nhân x mũ 5/6 thì bằng x mũ 3 cộng với 5/6. 3 cộng 5/6. 3 cộng 5/6. 23/6. X mũ 23/6. 3/6. Rồi và cuối cùng là căn bậc 6 bên ngoài, cuối cùng là căn bậc 6. Em chèn căn bậc 6 cho x mũ 23/6. Tức là bây giờ em phải chia 6, em lấy x mũ 23/6, em chia 6 thì là 23/36. 3/36 phần D. À, B bỏ. Theo câu số 26. Câu 26. Vậy chúng ta sẽ nhóm thế nào để cho nó rút gọn biểu thức FA đi cho nó đẹp. Đầu tiên thầy xử lý căn cho nó đỡ sợ đi. Thầy có FA tử là A mũ 2/3 nhân với A mũ trừ 2/3 trừ đi A mũ 1/3. Chưa? Dưới mẫu thì viết lại là A mũ 1/8 nhân với A mũ 3/8 trừ đi A mũ trừ 1/8. Ok. 3/8 trừ 1/8. A mũ trừ 1/8 1/8 à. Rồi. Chúng ta nhìn xem nó có rút gọn được cái gì không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trong cái ngoặc này, ngoặc phân tử, chúng ta nhóm cái mũ nhỏ nhất ra ngoài. A mũ 2/3 có hình gì nhá. Phân tử đây. Trong ngoặc này thì nhóm cái A mũ trừ 2/3 ra ngoài. Thì nó sẽ còn lại là 1. Thì nhóm cái A mũ trừ 2/3 ra ngoài nhá. Là 1 trừ đi A. A mũ phần 3 chia cho A mũ trừ 2/3 thì ra là A mũ 3/3. A mũ 3/3 là 1 nhá. Tiếp theo. Ở dưới mẫu A mũ 1/8 không hình gì cả. Hai cái này nhóm nào? Nhóm A mũ trừ 1/8 ra ngoài. Vậy sẽ còn lại là mấy? 3/8 A mũ 3/8 chia cho A mũ trừ 1/8 thì ra được A mũ 1/2 trừ 1. Cái này hết này. A mũ 2/3 nhân A mũ trừ 2/3 là 1 nhá. A mũ 1/8 nhân A trừ 1/8 là 1 nhá. Và 1 trừ A được chưa? Thì viết lại cái này là A trừ 1. Đâu trừ bên ngoài. Trừ bên ngoài. Cái này là căn của A trừ 1. A trừ 1. Được chưa? Đấy. Thì cái trên này quay hàng biểu thức này thì chính là căn A trừ 1 nhân căn A cộng 1 trên căn A trừ 1 cộng trừ 1. Và cuối cùng rút gọn đi, vậy còn lại là trừ căn A trừ căn A trừ 1. Rút gọn đi. Trừ căn A trừ 1 trừ căn A trừ 1. Ok, ra được biểu thức rồi. Trừ căn A trừ 1, vậy chúng ta sẽ có cái F mà hay viết lại một chút đi cho cái mũ đi. FA thì bằng là trừ A mũ 1/2 trừ đi 1 và suy ra F của 2021 mũ 2022, tức là A bằng như này, A bằng trong ngoặc này, A bằng 2021 mũ 2022 đấy, bằng trừ đấy 2021 mũ 2022. A là cái này này, vậy mũ 1/2 bên ngoài nữa, tức là chia tí lấy 2022 chia 2 trừ đi 1. Được chưa?
Đấy. Vậy 2022 chia cho 2 này thì sẽ là 1011, vậy trừ 2021, 2021 mũ 1011 trừ 1. Trừ 2021 mũ 1011 trừ 1. Vấn đề. Chúng ta vào câu 27. Câu 27. Cái này sẽ viết về số mũ thôi. Cái này sẽ bên trong là A cũng phần 2. A nhân A cũng phần 2. Cái này sẽ thành A mũ 3 phần 2. Sau đó chúng ta lấy cái căn này ra. Lấy cái căn này ra. Đấy. Căn bậc 2 của A mũ 3 phần 2 thì bằng A mũ 3 phần 4. Cái căn này. Và cuối cùng thầy sẽ được gì đây? A căn bậc 2 của A mũ 3. A mũ 3 3 nhân A mũ 3 phần 4. Thì A căn này định nguyên. Cái này sẽ là 10. Tôi cộng số mũ vào nhé. 3 cộng 3 phần 4 sẽ là 15 phần 4. A mũ 15 phần 4 và sẽ bằng A nhân A mũ 15 phần 8 và sẽ bằng A 1 cộng với 15 phần 8 cộng 2 mũ 23 bằng A mũ 23 phần 8 mà nó là dạng A mũ M trên N, tức là M sẽ bằng 23, N sẽ bằng 8, M bằng 23, N bằng 8. Vậy M bình cộng N bình tức là 23 bình cộng 8 bình. Đấy, năm chín ba, năm chín ba C. Tiếp theo chúng ta vào câu 28. Rút biểu thức này. Chân tử này, chân tử biểu thức A sẽ bằng là A mũ 5 phần 3 nhân A mũ 7 phần 3 dưới mẫu sẽ A mũ 4 nhân A mũ trừ 2 phần 7 trừ 2 phần 7. Chân tử cộng vào 5 phần 3, em lấy là 2 nhân nhau thì lấy số mũ cộng vào thôi. 5 phần 3 cộng 7 phần 3 sẽ là 12 phần 3. 12 phần 3 chia 12 phần 3 là 4. Tiếp theo 4 cộng trừ 2 phần 7 ở dưới mẫu em lấy 4 cộng trừ 2 phần 7, 4 cộng trừ 2 phần 7, 26 phần 7, A mũ 26 phần 7, A mũ 26 phần 7 và bằng A mũ 4 trừ đi 26 phần 7, bằng 4 trừ 26 phần 7, 4 trừ đi 26 phần 7, A mũ 2 phần 7. 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 Tức là suy ra M lúc này sẽ bằng 2 N bằng 7. Bằng 2 N bằng 7. Ta kiểm tra từng cái một. M bằng 2 N bằng 7. M bằng 2 N bằng 7. Ồ thế nó phải là cái đoạn C đúng với 2 nhân 2 bình cộng 7 đúng 15 C đúng. Câu 29. Câu 29 cho tách tiếp này ra, tách tiếp ra. Đây là sẽ là x mũ 2 nhân x mũ 1 phần 2 thì sẽ bằng x mũ 5 phần 2. Sau chúng ta còn một căn bậc 3 bên ngoài nữa. Vậy căn bậc 3 của x mũ 5 phần 2, bắt đầu em lấy 5 phần 2 chia 3 nhé, bằng x mũ 5 phần 6. Xử lý xong căn bậc 3 rồi. Tiếp theo em lấy x mũ 3 nhân x mũ 5 phần 6. Mũ 3 nhân 5 phần 6 đó, thì bằng x mũ 3 cộng với 5 phần 6. 3 cộng 5 phần 6, 5 phần 6, 23 phần 6, x mũ 23 phần 6,
x mũ 23 phần 6. Rồi, xong căn bậc 6 phát nữa, căn bậc 6 ở này. Xong chúng ta căn bậc 6 của x mũ 23 phần 6 thì bằng x mũ 23 phần 36 b. Rồi, chúng ta đến mấy câu khá là dễ ở phần này. Này thì các em sẽ sao nào? Nhất rồi, thì giờ chữ nốt có 30, còn lại các phần kia các em sẽ tự làm. 10. Thì nó cũng tương tự mà. 10. File ở trong website. Website đang hiện trên màn hình đây. Và tất nhiên là các em đăng ký các em mới học được. Đáp án sai, cái này đúng mà. Alpha chia 2. Cái nào sai đây? Sai. Cái đúng mà đẩy mũ alpha ra ngoài đúng. Đúng tiếp. Đấy đúng mà. Mình vào. Cái này sai này. Mình đi. Rồi các em theo dõi nhé. Chào các em.